TMTN Online. Chào bạn, để rút tiền với cái trình duyệt SigoTap này thì đòi hỏi các bạn phải có một cái địa chỉ ví blockchain. Thì để có ví blockchain thì các bạn sẽ tạo ví thôi. Thì trong dưới phần đoạn bình luận video mình sẽ để cái cách để mà tạo ví blockchain. Thì khi đã có ví blockchain thì các bạn sẽ vào send, bạn sẽ vào Direct để lấy cái địa chỉ ví đó. Thì bạn sẽ copy địa chỉ ví này để các bạn hút tiền đó, rồi nhấn chữ copy, rồi các bạn sẽ qua trình duyệt các bạn hút tiền nha. Thì các bạn bấm vào chữ withdraw, sau khi các bạn đã kiếm được một số tiền nhất định đó thì nó giao diện rút tiền, các bạn sẽ bấm dán cái ví vào đây. Nhớ địa chỉ ví là các bạn dán nha, tại vì cái ký tự nó dài lắm. Thì hỏi các bạn rút bao nhiêu thì tối thiểu là 0.0001. Thì hiện tại ví mình có là 0.0000. Và tối đa là bao nhiêu đây? Đến đây quý mình được bao nhiêu nha. Đây, quý mình hiện chỉ thành con số tối thiểu thôi. 118 đây. Con số 0, hai số 1. 8. Đó, rồi bạn sẽ bấm vào là tôi không phải là robot. Rồi các bạn bấm chữ là rút tiền là ok. Đó, yêu cầu thanh toán của bạn sẽ được tạo, đã được tạo thành công, bạn sẽ sớm nhận được tiền của mình. Rồi ok, được. Rồi thì sau khi thành công mình sẽ cho bạn xem tiếp. Chào bạn, sau khi đã thực hiện việc rút tiền thì việc kế tiếp của mình là sẽ xem cái bằng chứng đã thanh toán hay chưa. Thì hôm qua mình đã làm cái video hướng dẫn rút tiền rồi, thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến bạn là cái thành quả mình đã rút được tiền từ cái SigoTap này. Đây thì mình đã rút được là 0.0000118. thì đây là cái lịch sử ở dưới nhà. Thì cụ thể hơn mình sẽ cho các bạn xem cái địa chỉ ví của mình. Đó, đã thanh toán. Đây, ngày 1 tháng 11 nó đã trả mình là 0.0000118. Thì tuy số tiền này không có bao nhiêu nhưng mà cũng là một cái thành quả, mình đã chứng thực được cái trình duyệt này đã thanh toán cho mình một cách ok. Thì bạn rút tiền trong vòng là không quá 24 giờ nó đã trả cho bạn. Đó, thì số tiền này rất là nhỏ thôi, nhưng các bạn thực hiện cái việc chia sẻ nhiều thì kiếm được nhiều Bitcoin, các bạn sẽ kiếm được nhiều thôi. Bạn biết hôm nay thì giá Bitcoin hôm nay là bạn biết bao nhiêu chưa? Một Bitcoin là 6.438 đô, là khoảng 100 gần 150 triệu các bạn. Đó, số rất là lớn nha. Thì lấy làm sao kiếm được nhiều Bitcoin thế? Thì đòi hỏi các bạn phải chia sẻ cái ứng dụng này cho nhiều người biết, chia sẻ cái trình duyệt này cho nhiều người biết thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền thôi. Đó, thì bạn con số rất là nhỏ là bạn rút được rồi. Đó, nó lên mà còn 4 số 0, bạn có thể rút được tiền. Đó, thì bạn sẽ rút được 0.08 tùy theo các bạn kiếm được thôi. Đó, thì đây mình cũng chia sẻ được cho 4 bạn, nhưng mà chỉ có một người là đang khai thác thôi, còn ba người kia thì không biết sao, chắc họ chưa biết cách khai thác sao. Đó, thì công việc đòi hỏi là mình phải chia sẻ cho mọi người những cái ứng dụng nào kiếm được tiền. Thì trong đây nó cũng có những cái bài quảng cáo của nó có sẵn, thì các bạn chỉ post về các bạn làm thôi. Đây, trang web cũng có sẵn nè, banner có sẵn nè,
đó, thì các bạn chỉ lấy, các bạn chia sẻ cho mọi người, thì người ta làm theo thì các bạn có tiền đó, thì họ kiếm được tiền thì bạn kiếm được tiền. Thì kiếm như thế nào? Đây mình sẽ coi cái tầng lớp, đây là giao diện tiếng Anh nha. Thì bạn là một cái người giới thiệu thì bạn sẽ chia cho level 1 thì bạn sẽ được 10%, 15% thì họ kiếm được. Nghĩa là trình diễn nó trả cho bạn nghe, trong không lấy cái tiền của người kiếm được đâu nha. Thì sử như họ kiếm được 100.000 thì bạn sẽ được 15.000 đó. Họ kiếm được tới level 2 họ kiếm được 100.000, bạn sẽ được 10.000 đó. Giảm dần xuống thì cụ thể hơn sẽ tính toán cái thu nhập của nó nè. Đây mình dịch sang tiếng Việt các bạn xem đó. Ví dụ như cái người đầu tiên là 3 người thì bạn sẽ kiếm được khoảng là 3 đô, 5 người chứ bạn sẽ kiếm được khoảng 3 đô đó. Thì tới tầng thứ hai là 25 người bạn sẽ kiếm được khoảng 10 đô đó, dần. Thì tới tầng thứ 10 thì bạn sẽ kiếm được 24.000 đô. Thì tổng cộng là các tầng lớp này cộng lại thì bạn sẽ kiếm được 40.000 đô, thì tương đương với khoảng là mấy tỷ các bạn, số này rất lớn nha. Các bạn cứ lấy 40.000 đô mà các bạn nhân cho 22.500 thôi, ra bao nhiêu tiền đó, một số rất kinh khủng. Chứ các bạn làm nhiệt tình đúng khách, đây 22.500 nè, các bạn nhân cho 40.636 đô đó, con số bao nhiêu, 914.310.000 đó, số rất lớn các bạn, gần 1 tỷ bạc các bạn đó, số rất kinh khủng này không. Nếu bạn làm chia sẻ và hướng dẫn những cái người tầng lớp dưới họ làm cũng giống như mình thì họ kiếm được thu nhập họ cao thì mình cũng hưởng được cái hoa hồng từ họ. Thật sự như họ kiếm được cơm thì mình cũng kiếm được cháo đó. Ví dụ như bạn kiếm được cơm, bạn kiếm được 100.000 thì mình cũng sẽ được cái trình duyệt này nó trả cho mình là 15.000 rồi giảm dần xuống đó, thì mình cũng kiếm được bó rau đó, ví dụ như vậy. Thì vậy gì mà không làm đó, các bạn chỉ việc tải xuống giống như trình duyệt cốc thôi, hoặc là Google Chrome thôi đó, nghe cốc nè, nó cũng có trình duyệt thế này. Thì bên này thì dịch cũng giống như vậy, nhưng mà các bạn lại có được tiền tại trình duyệt này nó mới ra, cho nên nó chia sẻ cái lợi nhuận của nó kiếm được cho các bạn. Vâng, thì mình chia sẻ bạn, thì các bạn có thể chia sẻ lên Facebook hay là Zalo hay là Senju nè. Senju bạn kiếm được tiền này nha, mời các bạn, các bạn chia sẻ cái ứng dụng này, cái trình duyệt này, cái mạng xã hội này đó. Đây là trình duyệt kiếm mà tiền trình duyệt, còn này kiếm tiền mạng xã hội, còn là những cái kiếm tiền bằng app trên điện thoại, còn là những khảo sát tùy theo, có nhiều cái kiếm tiền online khác nhau. Nhưng mà cái chủ yếu chính của nó là các bạn phải biết cách tiếp thị liên kết và chia sẻ nó đến người tiêu dùng, khi họ sử dụng thì các bạn mới kiếm được cái lợi nhuận hoa hồng từ cái nhà dịch vụ, nhà cung cấp họ sẽ trả cho bạn. Nếu bạn cảm thấy video này hay thì hãy like, share, chia sẻ đến cho mọi người cùng biết đó. Còn các bạn có thể vào kênh YouTube Thăng Nguyễn và sẽ xem những cái app, những cái video mình đã chia sẻ đó các bạn, những cách kiếm tiền từ điện thoại, kiếm tiền từ PC. Vâng, cảm ơn bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy share, like, chia sẻ đến nhiều người cùng biết. Vâng, cảm ơn bạn.